với quân đội Nhật từ Thế chiến thứ hai. Quân đội Nhật thua vì có cái căn cứ Cam Ranh này là căn cứ chiến lược để đánh Nhật, thì Mỹ đã chiếm căn cứ Cam Ranh này của Việt Nam Cộng Hòa để giữ vững Đông Nam Á. Nhưng sau khi thất thủ miền Nam, Nga vào đây, Nga vào đây không đủ khoa học và không đủ tiền viện trợ, tàu ở đây cũng không đủ, thì bây giờ cái căn cứ Cam Ranh này là một căn cứ chiến lược nhất Đông Nam Châu Á trả lại cho Mỹ. Thì ông Dũng vừa mới ký cho phép Mỹ mang 3 chiến hạm vào đây, trong đó có chiến hạm của ông đại tá Việt Nam chỉ huy đó, vô để làm trung tâm sửa chữa, nói khéo đấy, nó dùng danh từ khéo để làm trung tâm sửa chữa và bảo vệ những cái tàu của Mỹ và những tàu Hồng Thập Tự của Mỹ. Nhưng mà vô đây thì thằng Trung Cộng nó đều hơn. Thí dụ nhà mình ở đây có gió nó thổi vào mát, cái hồn Cam Ranh này có gió bảo vệ hết, nó lấy bố Trường Sa, Hoàng Sa, tức là nhà con có cái cửa sổ mở đây, nó bật xây bố cái cửa sổ bên ngoài, cửa sổ này vô hiệu. Đấy. Thế thì bây giờ thằng Mỹ tuần này này, tuần tới này, nó sẽ mở chiến lược để xem thằng Trung Quốc cộng dám làm gì không. Nó cho tàu chiến nó chạy vào vùng 12 hải lý như chiến quốc tế, nó báo cho Mỹ rồi, sáng nay nó báo rồi, nó sẽ chạy vào xem Trung Cộng có dám làm gì được. Nhưng Trung Cộng không dám làm gì. Hôm nọ máy bay của anh Trung Cộng lên, hai cái MiG lên mà ba cái F-16 nó đuổi tái vào quần. Thế nhá, Trung Cộng chỉ làm thế chứ không dám làm gì cả. Có những cái thí dụ như thế này, xe đạp của Trung Cộng đó, đúng vào xe hơi của Trung Cộng đó, thì xe hơi gãy, xe đạp không gãy. Thế nhá, chúng nó đưa lên hình như thế. Thành tất cả những cái trò chơi của ông Tập Cận Bình đó, thì ông làm mạnh thật, nhưng muốn biến ông thành Hitler. Hôm nọ ông đi đây, người ta đâu có vỗ tay hoan hô ông, vỗ tay hoan hô bà ấy, bà ấy đẹp thế, bà ấy diện như thế, bà ấy đi. Thế còn ông đi mà mặt ông cúi xuống sao? Ông toàn đi ngầm dưới nước, cũng như ông Giang Trạch Dân sang đây, phải đến tư dinh của ông Bút điều khiển để lấy tiền ở dưới gầm bàn. Thì bây giờ đó, ông Tập Cận Bình, Mỹ nó cũng cho bài học biết là giống như Đặng Tiểu Bình trước, chỉ có khoe thôi, mèo trắng như mèo đen, nó không có thu gì. Mỹ là bố cũng không dám đụng đến. Bây giờ thằng Mỹ hôm nọ đó, giữa cái cuộc tập trận của Trung Cộng đó, thì nó nổi hai cái tàu ngầm nổi lên. Thế anh không đi thì có mà của nó đó, nó có những cái thế này. Người ta làm phân tách sáng nay đấy. Đại tướng Wicker Kenny sáng nay ông nói đó là vũ khí của Mỹ đã bắn trúng chính xác 100%. Mà trong khi đó vũ khí của Trung Cộng bắn chính xác có 1%. Sáng nay nói, nếu mà hỏa tiễn của Trung Cộng bắn lên thì họ cầu may là họ bắn nhất điểm lưỡng diện. Có nghĩa là họ để 100 khẩu súng bắn vào một điểm, nhất là một điểm, là một điểm lưỡng diện, 100 khẩu súng bắn vào là một. Thì thế nào cũng tin. Nhưng mà nếu mà 100 khẩu súng bắn vào là một thì làm sao bắn được ai nữa? Thì ở ngoài nó bắn vào tan hết. Mỹ chỉ cần đánh trước 2 phút thôi là Trung Cộng không có thời giờ ngóc lên nữa, chứ không có cần đánh trước bao nhiêu phút nữa. Thành cái việc đó để hôm nay nó đi, nó vào đấy đang chuẩn bị chiến hạm đi vô đấy. Để ngoài ra nó lại bán tất cả chiến hạm cho Việt Nam và Việt Nam lại chuẩn bị như thế, thành ra mình cũng mừng. Bố con mình ở đây mừng là không đến nỗi mất nước. Nhưng bây giờ ở đây con mà làm đó thì bố sẽ gọi các ông ấy ra, không phải mấy ông này đâu, mấy ông này thằng cung củ đậu trông thì ông chính lại anh hạ. Ông ngày xưa ông là lữ đoàn trưởng nhảy dù của Việt Nam đầu tiên, cung lúc đó đại em út. Bây giờ chúng nó vào đây nói mấy ông ấy, triệu ông ấy ra để làm chủ tịch, rồi nó triệu bố ra, bố bảo không, tôi không ra, tôi bảo anh bảo toa ra ra mà không có ra. Bất thí là bố không mang, anh ấy mới đến, bố anh dán cái giấy ở cửa nhà, anh nói là gọi điện thoại không được, mà có sao không, tưởng ốm. Đâu phải, là vì cả hai vợ chồng đi bác sĩ. Anh lại gõ cửa không có, anh ấy dán cái giấy ở cửa nhà. Thì nói chung là tất cả mọi cái việc ở đây đó, bố đề nghị với con cái việc, nếu con muốn trở thành danh nhân Việt Nam hiện hữu trên đất Mỹ này, không có người đâu. Bây giờ không có người, bây giờ đi tìm người hết rồi.
nhưng không có liên lạc với chúng nó. Con biết không, chúng nó là có nói làm không, không nói làm có, nói không có vu vơ, không có gì cả. Bây giờ một cái cây, người ta đầu tiên phải có rễ, có gốc, có thân cây, rồi có cành, rồi có lá, rồi có hoa, có quả, có trái đấy. Thế thì bây giờ người Việt mình ở đây chỉ có chụp cái khúc cái thân cây giữa thế này thôi, cành không có, lá không có, gốc không có, sống là sao được? Không một đoàn thể nào, không một vấn đề nào mà chỉ có thân cây không có cành. Ông Hồ Chí Minh về Việt Nam phát động một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc. Sau khi 1.000 năm nô lệ, 79 năm Pháp, 1.000 năm giàu, toàn dân khao khát, ông lừa gạt được người ta, ông đem chế độ cộng sản vào, thì bây giờ ông phải đổ. Không cần đánh ông cũng đổ. Nhưng mà họ vẫn chưa, họ vừa gì? Họ sẽ đổ. Họ vẫn mạnh. Họ vẫn họ thành công là vì họ thành công, họ chiếm được lòng nhân dân. Nhưng bây giờ nhân dân không còn tin nữa, thì tự nó giãn ra thôi. Bây giờ một lo ly thuốc này là ly thuốc đỏ, còn trông nó vẫn đỏ ngầu, nhưng mà hôm nay người ta viên bỏ viên xanh, mai nó bỏ viên trắng, mốt bỏ viên vàng, nó cũng sẽ thành được trắng. Bố có nói với tất cả mọi người ngoài này, như anh Huy, anh ấy lên anh nói rằng người Việt ngoài này không làm được một việc gì trong công cuộc chống cộng cả, thất bại. Thì tôi nói anh nói sai. Có họ để cho người Việt khỏi ngủ quên. Bằng chứng là khi cần đánh Việt Cộng tất cả họ đi hết. Bằng chứng là Việt Cộng từ lớn đến nhỏ, phái đoàn nào đến đây đi cửa sau hết, có phái đoàn nào đi cửa trước. Mặc dầu họ chống Cộng như vậy đó, tại vì Việt Cộng không có chính nghĩa. Tôi mới nói mấy cái anh nghe, tại sao Việt Cộng không có chính nghĩa mà phải đổ? Con ta người ta sống phải có đức tin. Cái điểm đầu tiên của con người là đức tin. Con tin có các vị thần thánh yểm trợ. Mà chính Mỹ bây giờ ông tin xin tạm sang đầy đường, báo hết tất cả, có đức tin. Việt Cộng gọi cái đó là mê tín dị đoan diệt. Xã hội sống với nhau thì phải có tự do. Anh tranh đấu Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập tự do và hạnh phúc. Anh đem tự do ra anh tranh đấu, tự do đi lại, tự do khai hội, tự do lập hội, tự do báo chí, đủ thứ tự do. Thì trong chế độ cộng sản không có một cái tự do nào cả. Bố nói với thằng Hùng này, hết tất cả trong bộ tham mưu đó được. Các anh đối thoại với tôi đi, nếu tôi thua tôi xin theo các anh và làm tôi tớ cho các anh. Bằng chứng từ làng này sang xã này phải có giấy thông hành. Và chưa có một nước nào mà tàn nhẫn bằng nước Việt Nam. Cái nền hành chính gửi một cái thơ từ tỉnh về xã một tháng không nhận được. Radio không có, điện không có, đời sống dân chúng. Thứ nhất là không có cái đường đức tin của con người, anh bắt dẹp hết. Anh lấy đình chùa nhà thờ làm trụ sở để bắt giam, tống giam người ấy, thì còn đâu là đức tin của người ta nữa. Đền đức thánh nọ, đền kia, vườn hoa của trong nhà thờ anh phá hết để làm chỗ anh cho là mê tín, để làm vườn bông chơi. Thì ông Nghị là bí thư của tòa tổng giám mục, ông dẫn ông Nông Đức Mạnh tới cái vườn bông đó. Sau khi các ông chặt hạ thánh giá và hạ tượng Đức Mẹ giữa Hà Nội để làm cái vườn bông cho chế độ cộng sản, thì ông ấy chỉ vào đây là quả bom nguyên tử. Các ông có quyền chặt đi, các ông sẽ thấy nó nổ trọng. Không có đức tin, không có tự do. Xã hội tính không có xã hội tính. Xã hội tính là gì? Phải được gặp nhau, anh chia cho tam bất toàn, sinh tử bất ly, ngũ bất toàn, rồi thập gia liên bảo, 10 nhà họp lại với nhau hàng tối, 5 gia người họp lại với nhau để bàn kết chủ ý, 3 người họp lại với nhau để chống quân thù. Vậy người dân không còn có sống thở nữa. Xã hội tính không có nữa. Anh Võ Đại Thôn, lúc anh ấy mới đi tù, nó xử anh 10 năm tù, thì anh vào cái nhà đó, ở gần trại tù, đi làm có quê, đi ra đường làm, thì chơi mấy cái đứa bé con. Đi làm về dành chút, có cái quà bánh kẹo gì mua cho đứa bé con.
rồi sau nó không cho anh ra ngoài nữa. Trước khi anh được trả về Mỹ trả tự do là sau 15 năm tù. Anh lại thăm cái nhà đó, cái ông ta không nhận. Và cái con bé con ấy, năm nay nó 16 tuổi. Nó chỉ vào mặt ông Võ Đại Tôn đó, mày là thằng Mỹ ngụy, mày là thằng tay sai của giặc đế quốc xâm lăng nước Việt Nam, ra khỏi nhà tao không tiếp. Đó. Tại sao? Tại vì chế độ cộng sản nhồi sọ. Giống như một người công giáo có đức tin đến là lễ Chúa, người Phật tử có tin đến là lễ Phật, thì bây giờ toàn dân Việt Nam Hồ Chí Minh là thánh sống, là Bồ Tát. Mọi người phải thờ vượng ông. Mà ông Hồ Chí Minh đó là Hồ Chí Minh già. Hồ Chí Minh chật chết bố nó lâu rồi. Bố là người đi gác được con. Hiện bây giờ trên đài nói bằng lòng giả tiền cho bố, nói ai là ông Hồ Chí Minh. Cũng như cái ông Mỹ mà đến thăm bố trong cái đài đó, phải đưa tiền đấy chứ, đến đến nói không đấy, mặc quần áo công lê. Tại vì nói ra cộng sản mai nó không cho về nữa, bỏ bố rồi thì bây giờ không cho rồi cái gì. Bố bằng lòng, bố nói này, bố chỉ cho chỗ biết ông Hồ Chí Minh là ai, và em ruột ông đang ở đây, cháu ruột ông làm gì, con ông làm gì, mẹ vợ ông làm gì, nhà như nào, tên như nào, ở làng nào, sống như nào, tên thật như nào, học ở đâu. Đó là bộ chính trị đào tạo ra một ông Hồ Chí Minh giả để làm việc cho bộ chính trị. Bố nói tên nước, bố tả người, mới chỉ có tả một tí thôi mà thằng Hùng đâu, đừng có nói mẹ bày cả chức. À thì bây giờ đó là chúng ta nói nhé, về đức tin con người đẻ ra là tin có thượng đế giúp đỡ, sông rộng biển rộng, sông dài núi cao, con người phải có đức tin. Đức tin không có, tự do mất hết, xã hội tính mất hết. Bây giờ còn một cái nữa là nguy nhất, là người cộng sản chỉ đi theo một hướng. Cái câu đó là câu thuộc lòng ở trong 10 điều lệ đường của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi ông Hồ Chí Minh về nước, bố là một thanh niên yêu nước đẹp trai ghê lắm, đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Ông Võ Nguyên Giáp ở trên, bố đọc trò của Võ Nguyên Giáp đứng nghiêm thế này, đẹp trai, phơi ngô tuấn tú, đọc 10 lời thề đó. Chúng tôi đội quân quốc gia Việt Nam đầu tiên đấy, của ông Hồ Chí Minh về nước đấy, đội quân quốc gia Việt Nam chứ có chữ nào là đội quân cộng sản đâu. Xin lấy cờ, danh dự mà thề dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, tức là cờ đỏ sao vàng là cờ đỏ. Một, hy sinh hết thảy cho nước Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, vào sống ra chết không sợ chết, vào sống ra không sợ chết, dù đầu rơi máu rẩy cũng không lùi bước, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, không được phản bội khi bị giặc bắt. Nghĩa là tất cả những câu đó bố đọc hết tất cả trong tâm niệm, đứng nghiêm đọc. Mà lúc đó tìm một thằng đọc người thề thuộc nó khó lắm, mà bố là thằng học sinh giỏi mới được ra đọc câu đó. Bố học được quân có một trăm anh. Thế thì từ đó cho đến nay đi họp, thì có một lần họp, bố được đi họp, thì có cái thằng nó đứng dậy nó phát biểu một câu tất cả cười hồ hồ này. Thằng là Dương Chi. Thì đi họp đó là anh Minh, anh là chính ủy sư đoàn 302, và vào đến mới hát bài lên mà xem Sơn Tây Phú Lạ, mà xem quân ta bắn bảy tàu bay tàng thành đi diệt Tây. Thì tất bảng ở cái họp đấy, nghĩa là cổ võ dân chúng cho biết rằng quân của đội bộ đội đã bắn 7 cái máy bay rớt ở Sơn Tây. Nên mà xem Sơn Tây Phố Nả mà xem, tức là cái phố nả nó cũng như là phố Môn Sa, tên Môn Sa, tỉnh Sơn Tây, ngay thị xã giữa Sơn Tây nữa, quân ta bắn 7 tàu bay rớt xuống cái phố đó. Thế thì cái thằng Dương Chi nó đứng dậy, nó cũng có bằng tú tài, nó hỏi nếu mà nó 7 cái tàu bay nó rớt thì dân chết sạch rồi. Nó bảo thì anh Minh bảo thì cứ nói đi, dân nó đâu có lên, cứ dạy nó học đi. Thành ra bịp dân từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng bị biết, thì sao chế độ đâu còn chính nghĩa nữa. Rồi bố nói tất cả những tội của Đảng, tố cáo tội đi ăn, tội về dân chúng, mẹ nuôi, con nuôi, anh nuôi, em nuôi ở làng mạc. Thằng ông, thằng Nguyễn Việt ấy, thằng Việt mới viết thơ tí bố, mai bố già bố đưa cho xem cái pháp nó mới đánh về. Nó hỏi bố cho nó lấy tiền để đi máy bay từ Phi Luật Tân về đấy. Mẹ đại sứ gì không có tiền. Về cái hả? Ờ. Đại sứ có tiền chứ. Hả? Không phải có tiền chứ. Không biết làm sao, thiếu tiền nó có, bố bảo tao gì có.
mai bố đưa cho con xem ngay, muốn bố gọi về bố bảo mẹ đấy, phát cho con xem. Thế mẹ thì xưa đấy, đại sứ gì đại sứ ngu gì, nó mới sao nó có tiền mà nó ép bố. Bố bảo là tao cũng không có tiền, tao nói thật mày, giờ trong túi tao 200 không có được, sao mà tao đưa cho mày vé máy bay một nghìn để mày về đây. Nói chung thì cái đảng cộng sản tự nhiên nó sẽ phải tan, không cần đánh nó cũng phải tan nữa. Bây giờ trên thế giới có gần 80 nước cộng sản, bây giờ còn có 5, bây giờ còn có 3, bây giờ chỉ còn có Bắc Hàn, Việt Nam và China. Nga. Thằng Cuba mất rồi. China còn chứ. À, Cuba mất, China còn. Bây giờ nó còn 4. Còn 4 nhưng mất rồi, thằng Việt Nam mất rồi, còn 3, còn China, còn Bắc Hàn. Mà thằng Bắc Hàn bây giờ nó không nghe thằng Trung Quốc nữa rồi. Mà có thể nó sẽ đi với thằng Mỹ. Bởi vì sáng hôm nay đó, thằng lùn đó, thằng bé con đó, nó nhận một cái quà tặng, con có xem trên TV không? Của Malaysia đem tặng nó, tức là một cái huy chương. Là thằng này nó có công xây dựng hòa bình. Thằng này nó sẽ đi, nó nghĩa là Mỹ mà con, nó luộc thằng nào là thằng đó tới nơi tới chốn ấy, nó sẽ phải đi về thằng Putin. Rồi Nguyễn Quốc Dẫn sao rồi bố? Bao nhiêu lâu nay bố không gặp, nhưng ngày hôm qua ngày hôm kia đó thì bố thấy làm sao lý dùng hết tóc cái con này. Tóc cả cái khu này không còn tí tóc nữa. Không cạo đầu đi tu hả? Không cạo. Nên đây chúng anh còn tóc mà, nó như là cái gáo dừa lộ lên, anh lo quá. Cái đài còn không? Lo nghĩ hả? Cái đài còn không? Không còn cái gì cả nữa. Cái chỗ đó không còn cái gì cả nữa. Văn phòng cũng có. Đẹp luôn. Đẹp luôn. Thì đấy, thì bây giờ bố nói tất cả những cái không còn là vì nó không có rễ, không có gốc. Cái cây cổ thụ mà nó còn sống được, nếu anh giết chết nó là vì nó còn có ngọn. Xung quanh nó là những môi sinh kéo lên ngọn cho nó sống, mặc dầu ở giữa nó chết. Thế giờ cái thằng cộng sản bắt buộc phải chết. Bố nói cho chúng nó nghe, giả dối, từ văn thư giả dối đến hình thức, giả dối đến luật pháp. Bố hỏi, bố thề với con là bố viết giấy, bố viết giấy bố hỏi thằng Hùng. Anh Hùng, anh giải thích việc này cho tôi nghe, tôi tức quá. Mà tôi nghe có lý lắm. Tại sao chính phủ chúng ta ở Sài Gòn lại làm như vậy? Anh Ngô Bảo là hai vợ chồng anh, là giáo sư đại học. Anh của anh ấy là bộ trưởng Canh Đông. Chị của anh của chị là Trung tướng Minh, tư lệnh không quân. Cả hai bên đều có người là lớn cả. Thế anh nghe lời các anh ở lại Sài Gòn, vì anh có nhiều đồ cổ quá mang đi không được, khoảng mấy chục triệu đồ cổ anh chôn. Anh ấy xin phép chính phủ mang được đồ cổ ra bán, ký giao kèo là chia tứ lục. Thì anh ấy dự trù bán được hàng chục triệu anh lấy về được để vợ chồng làm mối tiền sang ngày sống. Chính phủ Việt Nam cho mượn cái phòng thông tin Sài Gòn, tức là cái địa điểm lớn nhất của Katina, cho sơn vôi quét vôi xong đấy rồi bày bàn bên các thứ, tất cả đồ cổ mang ra hết. Còn cái đồ nào mà của ông cha cất đi từ thời nhỏ cũng mang tới bấy. Chờ cho đến 11 giờ là khai mạc, các đại sứ đến rồi ăn uống luôn ở trong đó để mua. Bán chia tứ lục, chính phủ lấy 6 phần, anh lấy có 4. Thì cả gia đình xong xuôi hết rồi, đóng cửa và mặc quần áo chờ để mở cửa, dựng cờ hết, công an vô. Hỏi anh Ngô Bảo là anh đang làm gì đây? Anh Ngô Bảo bảo tôi bán đồ cổ, có giấy phép. Đồ cổ là đồ gì? Công an hỏi. Tôi có viết, mai bố đặt đấy. Đồ cổ là đồ gì? Thì anh nói đồ cổ là đồ xưa. Thì công an nói là đồ xưa là đồ của dân tộc, đâu đồ của anh. Thì anh này nói không, tôi có giấy tờ. Hiệp định Paris tụi tôi còn xé để giành độc lập. Giấy tờ của anh, tôi đòi lại quyền của nhân dân, xé đi. Đuổi ra hết, hộc máu chết. Tại chỗ luôn. Cả nước biết. Các anh làm như thế này.
Hình như bây giờ con của anh cũng con của Ngô Bảo. À, anh Bảo cũng bị điên. 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 Mà bây giờ bố thương chúng nó. Bố lúc nó giàu bố giúp nhiều tiền lắm. Thế thì đến lúc mà bây giờ đó, xe bố lấy, tiền bố tiêu đủ thứ hết cả. Bố coi tình anh em có thể làm lớn được. Đến lúc chết rồi còn bên nhà rồi. Thì một vụ nhiều vụ án lịch sử ghê gớm. Ở làng bố, làng thằng Thục. Có một thằng Mõ, con biết thằng Mõ là gì không? Mõ là người bần cùng ở dân làng. Thì ngày xưa nó không có loa phát thanh, không có điện, muốn báo tin cái gì ở trong làng không có được thì cho thằng Mõ một phần ăn, nó có cái lạc, có cái nhà ở làng đó. Thì mỗi lần có một cái giấy gì thì cái thằng đó mang một cái con xem ở trong cuốn phim ấy, mang cái gõ, gõ Mõ này, cóc, tô làng nước, dân làng có cuộc biểu tình thế này đi giao họp, thì nó đi khắp làng nó mời. Cái thằng Cùng Đinh như thế. Những cái thằng Cùng Đinh đó là Việt Cộng về đưa nó lên làm chủ tịch xã ấy, đưa lên lãnh đạo ấy. Thì cái thằng này về được đưa lên lãnh đạo, con có biết không, nó cần cái cờ đỏ sao vàng. Nó không biết làm thế nào cả, vợ nó mặc cái váy đỏ. Cái váy đỏ là cái váy, cái váy là quần jean. Ngày xưa nhà quê ấy mặc cái đó, con biết nó cắt đi. Nó cắt đi, nó lấy nghệ, nó bôi thành cờ vàng, treo lên trên. Thế như khi Việt Cộng về thì thấy cờ đỏ sao vàng quay. Khi thấy tất cả các anh em tới nơi thì thấy gì còn biết không? Thấy cái váy của vợ đem ra sự tử hình bắn ngay tại chỗ. Con có biết nó chỉ là người tình nguyện sướng quá thấy thay đổi chế độ, không kiếm cờ đỏ ra vàng, vào nhà thấy quần đỏ của vợ cắt vẽ ra đang làm, con có thấy có khổ đau đớn đến mức chế độ nào? Con nói đó rồi, tôi nói cho anh biết còn chưa hiểu bao nhiêu chế độ nào. Tôi này tham gia một chiến dịch diệt Tề dài suốt từ Hà Nội xuống Hải Phòng 160 cây số, một đêm đóng đinh chết 500 người. Cứ người nào đó mà phản đối người nào xã người nào Lý là đem ra, con biết cái đinh dài nhỉ. Đóng một phát xuyên qua họng, lấy chám đường gắn lại, máu không chảy, chôn mà người nhà không biết uống cái thuốc gì thì chết. Về sau khám ra mới biết là lấy đinh đóng chôn. Không sáng nào nữa. Còn nhiều vụ lắm thì nói mới mà bố nói đó, mới từng hùng đó. Bố và tôi nói với anh là trong gia đình sách có chứng, cho nên bây giờ tôi cứ mắm mũi đi theo, đem lại có một ngày nó đổi tôi hết chết rồi, tôi chết rồi. Nó đi đâu với bố ra ngoài đường đội nón, đâu có sợ dân chúng đâu. Đấy, nếu anh nói là anh có chính nghĩa, đâu anh phải đội nón đấy. Cho bố một ngày con để gọi. Alo. À, dạ tôi kính chào anh khỏe không anh? Dạ tôi khỏe, tôi thì nhà tôi thì mổ mắt, nhà tôi thì cái chân nó đau, rồi cái ngực nó không, mới đi chích hai mũi thuốc sáng nay về, hôm qua chích, hôm nay hai chích hai vai thì nó đỡ nhiều. Thưa anh cho phép hỏi thăm anh cái này nữa là cái gì đó, tôi có mấy người nữa đó để làm cái việc đó, và tôi cũng mới giới thiệu cái chương trình mới đến với anh đó, là cái giấy mà học bổng có cái nào về chưa anh? Vâng. Thì có cái học bổng, nó có cái giấy học bổng về chưa? Vâng, độ ngày nào thưa anh về? Anh mới làm thêm 3 người nữa. Dạ, đấy. Thế thì cố. Vâng. Dạ. Rồi. Ôi mừng lắm, cảm ơn anh, mừng lắm. Vâng. Dạ vâng, anh